chào các bạn. Khi sử dụng web với quyền quản trị admin và là chủ tài khoản, bạn có thể thêm mới tài khoản cho các nhân viên để có thể truy cập vào một số nội dung trong trang quản trị web. Các nhân viên này sẽ truy cập vào trang quản trị website bằng mật khẩu riêng và tự cấu hình tài khoản cá nhân, không bị phụ thuộc vào chủ tài khoản. Trong video này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo tài khoản nhân viên quản trị. Đầu tiên, bạn đăng nhập vào trong quản trị web. Tại phần cấu hình, bạn hãy lựa chọn tài khoản. Trong phần tài khoản nhân viên, bạn click vào thêm mới. Bảng thông tin hiển thị, bạn điền đầy đủ các trường thông tin, bao gồm họ, tên, email và số điện thoại. Nếu bạn cho phép quản trị viên này nhận được thông báo quan trọng thì bạn tích vào ô vuông cho phép nhận thông báo quan trọng qua email. Sau đó bạn hãy cài đặt mật khẩu cho tài khoản quản trị. Bạn hãy tích vào ô giới hạn quyền truy cập để các nhân viên chỉ có thể truy cập và chỉnh sửa tại các danh mục đã được bạn cấp quyền. Trong phần quyền quản trị có 3 phần bao gồm cửa hàng, nội dung và cấu hình. Ví dụ bạn muốn nhân viên này chịu trách nhiệm về mặt nội dung cho trang web, bạn hãy tích vào lựa chọn nội dung. Sau đó bạn tích vào nút lưu để thêm mới tài khoản vừa lập. Như vậy là chúng ta đã tạo tài khoản cho nhân viên thành công. Đây là toàn bộ video hướng dẫn tạo tài khoản nhân viên quản trị. Mọi thông tin liên hệ các bạn có thể truy cập vào trang chủ sapo.vn hoặc liên hệ theo tổng đài 1900 6750 để được hỗ trợ. Chúc các bạn thành công và may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại.